Bí ẩn với bộ tộc sống ở hòn đảo Hoang khiến bất cứ ai tiếp cận gần đều phải bỏ mạng. Nhìn từ bên ngoài, hòn đảo North Sentinel Island có vẻ là một hòn đảo bình thường, dài khoảng 8 km, rộng 7 km, diện tích gần 60 km2, vị trí không xa lắm, cách các đảo lớn lân cận khoảng 30 km. Nhìn thì có vẻ bình thường như vậy, nhưng có lẽ hòn đảo này lại là mối đe dọa chết chóc nhất đối với con người hiện đại. Bởi nếu đi một mình hoặc chỉ một vài người lên đảo, bạn khó có thể sẽ sống sót trở về, hoặc sẽ phải bỏ mạng ngay từ khi những bước chân đầu tiên chạm tới bờ biển, và ngay cả xác chết cũng không thể được vận chuyển trở lại đất liền. Hòn đảo North Sentinel Island còn được gọi là đảo Bắc Sentinel, nằm ở vịnh Bengal của Ấn Độ Dương và là một phần của quần đảo Andaman, một bộ lạc nguyên thủy đang sinh sống trên đảo Bắc Sentinel. Cuộc sống của họ là săn bắn, hái lượm, sử dụng cung tên để săn bắn và không có bất kỳ dấu hiệu nào của nền văn minh nông nghiệp, nhưng có dấu vết của kim loại và lửa. Có báo cáo rằng người Sentineres đã bị cô lập với con người hiện đại trong hơn 60.000 năm và dân số của họ ước tính từ 40 đến 500 người. Khác với những bộ tộc khác chào đón con người bằng lời hay ý đẹp, ấm trà hay bình rượu, thì những người sống tại hòn đảo này chào đón bằng cung tên và giáo mát, thậm chí họ còn tấn công cả máy bay trực thăng bằng cung. Rất nhiều người phải oan mạng khi đặt chân đến hòn đảo này, khiến chính phủ Ấn Độ phải ban lệnh cấm lại gần trong phạm vi bán kính 5 km. Vào năm 2006, khi hai chiếc thuyền của người dân Ấn Độ trôi dạt mất kiểm soát vào đảo, đã bị người dân bản địa giết chết rồi đưa thi thể lên thuyền. Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã cử một máy bay trực thăng đến cố gắng vớt xác, nhưng bị người dân bản địa tấn công bằng cung và giáo nên cũng phải bỏ cuộc. Vào năm 2018, một nhà truyền giáo 26 tuổi người Mỹ tên là Alan Choi đã cố gắng đổ bộ vào đảo bất chấp những lời cảnh báo, nhằm mục đích truyền tình yêu của Chúa dành đến những người Sentinares. Đáng tiếc, sau khi đạt được điều ước và đặt chân lên đảo, chưa kịp nhắc đến Chúa thì anh đã bỏ mạng bởi một mũi tên sắc nhọn bắn trên bãi biển, và thi thể của anh cũng bị bỏ lại trên hòn đảo này.